Hello xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh heo VKT thì hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn không phải là game mà là hướng dẫn các bạn cách đăng ký tài khoản 3733 nha rồi bây giờ chúng ta bấm vào đây đó là xác minh điện thoại gì nè bấm vào đây cái nữa đó nó hiện lên cái này đã đăng ký bằng điện thoại nhưng mà ta không cần bấm vào đây rồi tên gì thì bấm vào đó rồi đây rồi ở dưới ha mật khẩu tùy các bạn Rồi vậy là chúng ta đã đăng ký thành công cái tài khoản 3733 rồi ha Tôi Bấm vào đây để bỏ Nếu mà nhiều bạn mà bấm vào đó không được thì các bạn có thể Có cái tình trạng là nó bị cái gì quên rồi ta Cái kêu xác minh á thì các bạn Xác minh cái tên Và cái ID Trung Quốc ha đó như vậy là đã thành công rồi ha đó, đã có tài khoản rồi chúc tất cả các bạn thành công ở đây là video hướng dẫn tài khoản 3733 năm 2020 ha bye bye chào tạm biệt các bạn